Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 thì cửa hàng của Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể các bác với những sản phẩm loa bãi mới về. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn Đỉnh đã thực hiện một cái clip test một cái cặp loa bãi của hãng Technic có model là SBM4. Dòng này là dòng kiểm âm của hãng Technic, chất âm thì cực kỳ là hay. Hình thức loa thì rất là gấu và sang trọng, mức giá tiền thì vẫn khá là mềm mại. Và ngoài cặp loa Technic thì Sơn Đỉnh còn 4 cặp loa nữa, gồm có những thương hiệu khác nhau như Pioneer. Đây là cặp Pioneer cổ này, cặp này là cặp Pioneer CSA77 này, Bass 30. Một cặp Diatone 37B huyền thoại, nghe nhạc cũng như karaoke gia đình rất là tuyệt vời, Bass 32. Tuyến loa, thùng loa cũng như kiềng loa còn rất mới và đẹp. Đấy. Còn ở phía đằng sau ở bên tay phải đây thì có hai cặp Pioneer lại mới về. Những cái dòng này là dòng thông dụng vì cửa Sơn Đỉnh bán ở ngoài rất là nhiều, vẫn là phân khúc là hàng bình dân. Bây giờ thì Sơn Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác 50 cặp loa ngày hôm nay. Cũng mong các bác khi xem video thì các bác để ý kỹ sản phẩm muốn mua, cũng như Sơn Đỉnh sẽ báo giá trực tiếp trong video để các bác biết thêm về những dòng này. Đầu tiên thì sẽ quay về cái cặp loa Technic SBM4. Tổng quan thì loa còn rất là đẹp. Dòng Technic thì nó có cái đặc trưng riêng của cái thương hiệu, đó là toàn thiết kế là bát màng trống, hay thường thường các bác hay gọi là bát cạn. Thì Sơn Đỉnh nói rõ này là bát màng trống cũng được. Cái phần mặt của nó mặt phẳng. Đấy, cái này thì cái màng này ấy, màng trống này thì nó là một cái lớp xốp khá là dày. Nhưng mà thực ra thì với những cái dòng Technic thì các bác cũng biết là với những dòng Technic SB6 thì nó có một cái lưới sắt ở bên ngoài thì nó sẽ che được cái màng trống để tránh những cái vết lõm nhỏ như này. Như lại thì ở cái dòng này ấy, thì thiết kế là bát của nó rất là to, bát của nó là bát 33. Đây. Sơn Đỉnh găng tay các bác nhìn rõ là bát 33. Mà nó không có thiết kế cái phần e căng cho nên là nó chỉ có căng ngoài thôi. Đây là cái căng ngoài. Đấy, căng rất là đẹp luôn này. Nó chỉ có căng ngoài này cho nên nó không có cái lưới sắt ở bên trong, nên là cái chuyện mà những cái vết xước sẹo này thì không tránh được. Mấy cả những cặp loa này toàn là trên 40 năm hết rồi. Cặp này thì được sản xuất năm 1976 hay 86 thì nó tầm 40 năm rồi chứ không ít. Cái phần chung và test của dòng này thì nó rất là dị dạng. Và đây thì có thấy là cái phần viền nhôm của nó rất là mới và bóng, không có bị oxy hóa hay là bị chảy xước gì cả. Rất đẹp luôn. Nó thiết kế là theo dạng là phay nhôm xước ngang. Đấy. Nó chỉ gọi là bị dính bẩn theo năm tháng thôi. Cặp này thì có kích thước chiều cao là 68, chiều ngang 38 và chiều sâu của nó là 33. Loa 3 đường tiếng, bát 33, gân mút, màng trống. Một chung 16 cũng là chung màng trống này và một tép. Cái tép này của Technic thì nó rất là nổi tiếng vì tiếng tép rất là sáng và rất là mảnh, nghe rất là dễ chịu. Thương hiệu của nó là Technic SBM4. Đấy, có hai tinh chỉnh chung tép hai bên đây. Lỗ thông hơi ở phía đằng trước, và dòng này thì nó thiết kế là đối xứng bên trái bên phải nên là nhìn cái loa nó rất là cân đối. Đây các bác nhìn thấy rõ. Cặp này thì nó có công suất maximum của nó là 200W một loa, cho nên các bác sẽ nghe nhạc cũng như nghe ngao karaoke gia đình khá tốt trên những cặp loa như này. Và đặc biệt là các bác chơi những diện tích phòng lớn. Đây là cái thông số của loa SBM4 trở kháng 6 ohm, công suất của nó là 200W này. Đấy. Cặp này thì nó cũng khá là hiếm trên thị trường. Tổng quan hình thức thì loa cũng còn khá là đẹp. Tất nhiên thì nó cũng có chảy xước theo năm tháng, không thể tránh khỏi được. Vì những cặp này thì thường nó là cặp loa to, nó nặng nên là vận chuyển nó sẽ có móp méo. Nhưng những cái này thì Sơn Đỉnh cũng quay chi tiết cho các bác. Nên là nhiều khi là nó cũng có chảy xước nhưng không đáng kể. Vì sao? Vì nó đều là đồ cũ hết rồi. Đấy. Các bạn rất đẹp, căng cước đẹp xuất sắc. Cặp này thì cửa Sơn Đỉnh đang bán với mức giá là 8.800.000 đồng. Bát 33. Đảm bảo với các bác ở những cái cửa tiền về những dòng loa Nhật thương hiệu như Pioneer hay tất cả những dòng ở với cái tầm tiền này thì nó thực sự rất là ít những cặp loa để so sánh được về chất âm cũng như cái hình thức với cái cặp loa Technic SBM4 này. Model này khá là hiếm,
mức giá là 8,8 triệu các bác nhé. SBM4 căng cước đẹp xuất sắc rồi, tem mác đầy đủ luôn, mức giá là 8,8 triệu. Xuân Đỉnh thì đang phối ghép cho các bác là một chiếc Omni Pioneer 8.900, dòng này thì đã chạy 8 sọt sắt rất là khỏe. Đấy, các bác có thể là mua cả Omni đồng bộ cũng được. Và chiếc Omni 8.900 này thì cửa Xuân Đỉnh đang có số lượng. Cái dòng này thì máy móc còn nguyên zin, hình thức thì đẹp và chạy 8 sọt sắt, các bác thấy rõ là nguồn này, nguyên cả bụi. Đấy, chạy 8 sọt sắt. Với những cái dòng Omni 8 sọt sắt thì đây là một trong những dòng giá rất là mềm. Các bác có thể ghép những dòng loa Nhật, loa Nga, ngố E90, đánh những dòng này đánh cực kỳ là hay luôn. Nội thất máy thì rất là khủng, chạy 8 lò sắt và mức giá là 6.500.000 đồng. Dòng này máy rất là gấu. Ghép những dòng loa Nhật Bass 2530 rất là nhẹ nhàng, cũng như lắp thêm vang cơ, vang số, hát karaoke trực tiếp trên những chiếc Omni này thì rất là tuyệt vời. Đây là Pioneer 8.900 các bác nhé. Dòng này thì nó chỉ có sau 9.800 và 9.900 thôi, và có cả 8.900 mắc đôi. Thì 8.900 mắc đôi thì nó chạy sọt than, còn 8.900 trơn thì chạy sọt sắt, cho nên cái phần âm sắc cũng như cái phần công suất nó khỏe hơn so với dòng 8.900 mắc đôi rất là nhiều, tiếng hay hơn luôn, đánh nó chắc tiếng hơn. Đấy, mức giá là 6.500.000 đồng. Đấy, còn cặp loa có mức giá là 8.800, Technic SBM4 góc cạnh còn rất là đẹp. Tiếp theo thì Xuân Đỉnh sẽ báo giá cho các bác 4 cái cặp loa hàng bãi Nhật mới về. Cặp này là cặp Pioneer 77A hay là A77 đây. Đây là dòng loa cổ mắt, người ta gọi cái này là gọi là mắt võng chứ không phải mắt cáo, căng mắt võng. Bass 30. Gân của nó là gân vải màng giấy, một chung giấy và một tép còi vẫn còn nguyên cái lớp lưới. Căng cước thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Loa rất là đồng đều, tuyến loa, thùng loa. Cặp này thì nó có kích thước chiều cao 65. Đấy, chiều ngang của nó là 38 và chiều sâu của nó khoảng độ 30. Thùng nạm gỗ, góc cạnh thùng cũng rất là đẹp. Đây là phía đằng sau. Dòng này nó có trở kháng là 8 ohm. Đấy, và cũng không thấy nó ghi về công suất. À đây, công suất của nó là 50W 8 ohm này. Input 50W 8 ohm CS A77 các bác nhé. Đây là dòng loa cổ của Pioneer. Những dòng này thì các bác nghe nhạc vàng, nhạc Pri trước năm 75 rất là tuyệt vời. Đây. Đấy. CS A77. Đây là dòng loa cổ. Cặp này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán cặp này với mức giá là 8.500.000 đồng. Bass 30. Các bạn có thể ghép với những dòng âm ly cổ hoặc ghép với những dòng âm ly đài xuất âm tụ, để với những cái cặp này ra cái chất âm nó rất là mộc mạc, chi tiết. Loa nguyên zin tuyệt đối, gân của nó gân vải rất là mềm. Đây là gân vải lụa luôn các bác nhé, rất là mềm. Một chung gân vải màng giấy và một tép còi. Đấy. Loa nguyên cả bụi, hàng bãi vừa về luôn. Đấy. Mức giá là 8.500.000 đồng. Còn sang bên này thì có cặp Diatone 37B. Sau này thì cửa Xuân Đỉnh cũng bán rất là nhiều rồi. Cặp này thì được cái là thùng loa, tuyến loa còn rất là đẹp. Tất cả các cái kiềng của loa không có bị oxy hóa gì cả. Đấy. Của nó là gân vải màng giấy Bass 32, một chung, một tép giấy, loa 3 đường tiếng. Sau này thì nó có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W một loa. Thiết kế là loa đối xứng, cao chiều cao của loa là 68, chiều ngang 38 và chiều sâu là 34. Góc cạnh thùng thì còn rất là đẹp. Đây. Đây. Loa này rất nặng và chất, các bác vừa nghe nhạc cũng như vừa hát karaoke gia đình, rất là tuyệt vời. Cặp này là một trong những cặp loa rất là gấu, góc cạnh thùng rất là đẹp luôn. Căng cước cũng vậy. Đây là hai cái căng. Căng không có bị rách, tem mác đầy đủ luôn. Cặp Diatone 37B này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 7.500.000 đồng. Giá này thì Xuân Đỉnh nói rõ là bao rẻ nhất tại thị trường Hà Nội. Nghe nhạc cũng như hát hò karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Mức giá thì khá là mềm mại. 7.500.000 đồng. Bass 32. Còn sang bên này thì Xuân Đỉnh còn hai cặp Pioneer. Thì cặp đây là cặp CF 7000 huyền thoại của những dòng Pioneer đây.
Cặp này thì Sơn Đình vẫn bán mức giá là 7.200.000 đồng, căng cước đầy đủ, không có bị rách. Loa 3 đường tiếng bát 20 năm, gân của nó là gân vải lụa mang giấy, một chung giấy, một tép giấy. Tên của nó là Pioneer CSF 7000. Cặp này thì nó có chiều cao là 74, để chiều ngang 38 và chiều sâu là 30. Lỗ thông hơi phía đằng trước, hình thức của loa thì còn rất là đẹp, góc cạnh của thùng. Duy nhất chỉ có một cặp thôi, cực đẹp, đằng sau này. Đấy, loa bên trái này. Đây loa bên phải. Cái này là cái đất băng dính, khi họ dính nó vào, khi bóc ra thì nó mới để lại một cái vết như này thôi, chứ còn góc cạnh thùng không có bể nở gì cả. Loa bên trái, loa bên phải, rất là đẹp. Mức giá là 7.200.000 đồng. Nghe nhạc cũng như hát hò rất là tốt ở những cái cặp loa Pioneer như này. Thùng nó rất là to, hình thức đẹp, chất âm hay. Mức giá là 7.200.000. Còn là cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Sơn Đình lại về thêm một cặp CSA7 đây. Cặp này cũng rất là đẹp này, căng cước còn đầy đủ hết. Loa 3 đường tiếng thiết kế là loa đối xứng này, nhìn nó rất là cân đối. Chiều cao cặp loa này thì nó cao đến 80, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 30. Hình thức của loa thì còn rất là đẹp, cũng thiết kế là bát 20 năm. Gân vải màng giấy, một chung giấy, một tép giấy. Sau này nó có trở kháng là 8 ohm, công suất là 70W một loa. Thì hai cái công suất của cặp A7 và CF7000 này thì nó tương đương như nhau, đều có trở kháng là 8 ohm, công suất là 70W các bác nhé. Cặp CFA7 này thì Xuân Đình đang bán với mức giá là 6.500.000 đồng. Một cái mức giá rất là tốt cho các bác chơi với những cặp loa theo dạng cây cột lửng như này. Vì chiều cao nó đạt đến 80 thì nhìn hình thức loa nó rất là đẹp. Đây vỏ loa phủ sơn mài piano bóng này. Góc cạnh thùng như vậy này, rất là sắc nét này. Đây, đẹp keng sò beng luôn, không có bể nở gì cả. Mức giá thì 6.500.000 đồng, Pioneer CSA7. Cặp này thì thực ra cái mức giá mà Xuân Đình bán thì cũng nói rõ với các bác là nó cũng có sự chênh lệch so với một vài hôm trước. Thì có cặp đó là giá 6.800.000, tại vì là cái cặp đấy thì nhập theo một cái lô khác, cũng như là hàng nó còn gọi là như mới, tất nhiên thì giá nó cũng sẽ cao hơn. Cho nên là thì khi mà Xuân Đình bán hàng thì Xuân Đình cũng chia sẻ rõ để các bác biết, chứ không phải là nay bán một giá mai bán một giá. Tại vì mỗi một cái cặp loa về cũng như tùy theo cái lô hàng mình nhập về nó có sự chênh lệch một chút, thì cũng mong các bác là thông cảm đấy. Còn với những cặp CF7000 thì Xuân Đình bán hầu như nó là giá cố định luôn, 7.200.000, giá rất là tốt này. Và như vậy là trong video buổi tối ngày 29 tháng 3 thì Cường Xuân Đình đã giới thiệu cho các bác 5 cặp loa hàng bãi Nhật rất là đẹp. Mức giá tiền thì vẫn là phân khúc hàng bình dân dưới 10 triệu. Và những cặp loa như này thì các bác có thể là nghe nhạc cũng như hát hò karaoke gia đình khá là tốt. Và mọi thông tin chi tiết số điện thoại liên hệ các bác cứ gọi cho Xuân Đình 0395 727 582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.